Okay, chẳng dừng miền studio bao dương ní, cái này đẹp bà hà nhảy, rụp hiếp đà dương đặt thực nông của chết rồi bao dương, cứ nơi khổ nông ní, bà hà nơi khổ nông ní. Hay, mấy đề ní cứ dương chọn đồ background hàng khối nè, rụp hiếp viên nè, ta dương đồ dạng mạnh. Hay, đồ dương bàn mơn khổ nông mê đề môn, nằm bây đồ background cứ nè. Chúng mua background chứng hào backdrop, chẳng chạp bì bên đi tới cứ dương hào về backdrop ấy nè, backdrop. Ok, lấy dương miên backdrop mối, nó bây giờ dương trực lưu về máu. Dương khởi tha cái lại nè, môn nắng bây dương trực lưu sprite, cái lại này cứ chênh costume. Còn ta nó bây giờ dương trực lưu backdrop bỏ dương, cái lại này chênh chìa backdrop ấy. Chứ dương trực lưu về máu, nó không nói cứ vì chênh chìa background blend bạp này cứ miên backdrop này tại mùi đi. Nha. Hãy chứng ảnh đẹp bạn, nó vì dân chọn đô, mình đến những khởi xin nhạc bộ ngược lại nè. Chứng ảnh mình chùm rớt ra nè, dân ảnh chọc lưu viên mất ư rộp template nè. Dân ảnh cụ thật lưu viên, cụ thật mấy, ảnh chả ní chìa suggestion hay ní dân ảnh chìa upload mà. Nè. À lấy dân chọc lưu viên mất, dân mơ nè, backdrop mình chọn mình đến. Dân ảnh scroll rồi mơ mùi nè để dân sản cho chất anh chẳng hạn tam tại cầm nít rồi có tam project rồi bỏ dừng nha. Ok hay dừng ai scroll rồi mơ hay bất xin là dừng và bạn scroll dừng ai mơ tam này dừng hai topic này fantasy việc này chẳng tới nè music này thông ca rom chai chẳng tới sports tí liền tọt bao tọt đầy nhân tờ nè ở đó rụp hiệp được nơi tí viên nè tí viên in đó nơi khẳng khăn nông khăn nông bật tục khăn nông kia nè space nơi khăn nông lùm hò cả nè underwater nơi ground tức hay nâng phát thân chìa cùng rù bạp nè chìa cùng rù bạp nè. Chứ dương ai mới đặt mùi nà nhóm dọc indoor cho ai mà rụt mùi nà để dương chọn đặt nhóm đặt rụt mùi nì cho và mình rụt chứ mà nó cần cơ hội tiếp. Ok chứng dương bàn ad backdrop dương châu là nè backdrop ní rồi backdrop cứ dương ai tiền bàn đi còn tái dương ai tiền sprite bởi dương bàn tiền vì dương mình đặt nó lỡ floor này tới nè, lấy floor, đặt thêm ít thêm một đồng tiền. Chính là về đối với trẻ chẳng là về dùng sẽ lấy chữ sprite, cứ lấy trên costume, anh em về về dùng sẽ lấy từ backdrop, lấy trên backdrop hay dùng ảnh work từ backdrop dùng bàn. Chúng anh cúp một time đã po đã ấy nhịp bàn dương mình mơ từ bên cầu tiệt lại dương còn tại mơ tiệt toàn cả đạn nâng sấn hay mình thấy là lỡ dương miền bạc drop chuẩn nôn pi nhịp mối hay nâng nực nông bật tụng nhịp mối anh ấy vì ở miền ấy chẳng dương ai chưa bớt xin dương chọn thì mũ mình thấy dương chơi tay xin nhà nhịp máu cứ dương ai thì mũ với bạn này. Cái em chơi game á, chẳng backdrop nó so tại mùi thế, anh nó bây giờ dân trong bật time chút cha ai tiệt đó nè, dân ai bật time backdrop bật time tiệt, ok, dân chẳng bây giờ dân chơi máu cứ dân ai mình lại upload nó cho nó pin này, lại dân bật time backdrop bao dân chơi bị lại này các bạn, chơi bị lại này các bạn này, yes. Yêu cái này mà surprise, này vì sẽ hơi dường, vì sẽ hơi dường nữa, chẳng mình tính cứ việc chỉnh bị lại đi đại thế, bị lại đi đại thế, vì random select hơi dường, mũi tiết cứ dường ai phở camera làm bị thọt, này bớt xin dường chọn thọt rụt dường, rồi thọt rụt không có tốt để para camera bỏ computer bỏ dường nữa. Chúng ta thọt với bạn lại nhưng mà thọt để chụp máu thọt nhóm bạn này anh ấy chúng ta upload
នេះបើសិនជាយើងមានរូបភាពអីមួយយើងចង់ធ្វើ background យើងអាច upload បានទីហោះខ្ញុំចង់យក group កវត្តយកមកដាក់អញ្ចឹងអូខេខ្ញុំដាក់អង្គខមក search រូបមកពេលយើង search នៅក្នុង Chrome មានរូបច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកកន្លែង image នេះដើម្បីបង្ហាញតែរូបសុទ្ធមកអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្មានដើរលេងនៅមុខកោខ្ញុំអាចយករូបនេះយកមកដាក់ធ្វើជា backdrop បានតែខ្ញុំ save អាចដាក់លើ desktop វិញចឹងទៅអង្គរកោបតអូខេតមកគឺយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះយើងយកនេះ upload backdrop ជិញខ្ញុំ upload backdrop អង្គរ what where is my uncle what this one អូខេចឹងយើងបានរូបអង្គរវត្តហើយណាប៉ុន្តែវារូបនេះអត់ពេញយើងចាំមើលនេះយើងអាចចុចរីកវាមកអូខេយើងអាចសេរីទំហំរបស់វាដើម្បីឲ្យ fit ជាមួយនឹងនេះណាខ្ញុំយើងមើលទៅចំណុចក្រោយទៀតទាក់ទងនឹងការបរិយតាមទំហំ backdrop របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសាកមើលយើងចង់ដាក់ backdrop ជារូបអីជាទៅតាមបរិបទនៃគំនិតរបស់យើងចង់បានកីឡាចង់បាននៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏ចង់បាននៅខាងក្រៅឬក៏នៅក្រោយផ្ទះយើងអីក៏យើងអាចថតយកមកធ្វើជា backdrop របស់យើងបានផងដែរបាទចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ